Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Góc Sân Cỏ số đặc biệt của Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với trung vệ Quế Ngọc Hải để lắng nghe những câu chuyện của anh và gia đình trong thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới. Xin chào Quế Ngọc Hải, những ngày cuối năm này thì Quế Ngọc Hải và gia đình đã có sự chuẩn bị như thế nào để đón Tết? Thực sự thì năm nay em được về nghỉ Tết sớm hơn, bởi vì là V-League năm nay thì không thi đấu trường Tết. Đó cũng là cái may mắn cho bản thân em cũng như các cầu thủ khác. Vì hầu như mọi năm thì sẽ có 2 đến 3 trận đấu thi đấu trực tiếp nên là thời gian về nhà sẽ khá cập rập. Năm nay thì em về chuẩn bị hầu như là đến thời điểm này thì cũng như anh thấy là cũng gần tất thế rồi. Trong năm qua thì Hải đã thi đấu khá là nhiều giải. Như là Asian Cup, King's Cup và vòng loại World Cup. Thì cá nhân Hải đánh giá về cái màn trình diễn của mình như thế nào trong một năm lao động như vừa qua? Em nghĩ là năm vừa qua thì đánh giá về bản thân mình thì em nghĩ là mình là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của một hậu vệ, và việc được thi đấu rất là nhiều cái giải đấu đặc biệt nhất đối với em chắc là giải đấu ở đầu năm 2019 là giải Asian Cup, một giải đấu lớn mà lần đầu tiên mình được tham dự, và ở đó thì mình được thi đấu với những đối thủ đã từng thi đấu World Cup như Nhật Bản, Iran, những đối thủ mà quá những trận đấu đó thì mình cảm thấy là khi mình trở về thi đấu ở đâu Nam Á hay là trở về thi đấu ở Việt Nam thì mình cảm thấy cái sự tự tin của mình được nâng lên rất là nhiều. Sau đó là King Cup thì một giải đấu ở trên đất Thái Lan, tất nhiên là dù chỉ là giải giao hữu thôi nhưng mà cái việc mà có một chiến thắng được Thái Lan ngay tại sân của họ trong một giải đấu mà với rất nhiều người thì là giải giao hữu, nhưng mà với người Thái Lan thì đó là một giải đấu rất quan trọng, một giải đấu truyền thống của họ, thì đó cũng là kết quả khá là ngọt ngào. Và với trận chung kết thì dù chúng em không thể giành chức vô địch nhưng mà việc thi đấu với đội tuyển Curaçao và nhiều cầu thủ thi đấu thi đấu châu Âu cũng là một trải nghiệm mang đến cho chúng em nhiều sự tự tin. Và đặc biệt nhất thì cái mục tiêu lớn mà toàn đội cũng như là tất cả người hâm mộ đang rất mong muốn, đó là thi đấu ở vòng loại World Cup. Thì chúng em đến kết thúc năm 2019 thì chúng em hiện tại đang đứng ở vị trí Nhật Bản, thì đó cũng là cái đà để cái bước tiếp ở cái năm 2020 còn 3 trận đấu. Thì chúng em hy vọng là chúng em sẽ thi đấu tốt để có thể đoạt một tấm vé vào vòng sơ loại thứ 3. Có cái kỷ niệm nào của Quế Ngọc Hải với đội tuyển trong 3 giải đấu đấy? Thực sự thì kỷ niệm thì nhiều lắm, bởi vì là trong cả 3 giải đấu thì có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà kỷ niệm là chắc là em nhớ nhất chắc là giải Asian Cup, bởi vì là lúc đó chúng em thi đấu với những đối thủ rất mạnh của châu lục, nhưng mà em cảm thấy thực sự nói một cách thật lòng là em cảm thấy em mình rất tự hào về những đồng đội của mình, những đồng đội mà họ còn rất trẻ, có những cầu thủ cùng có kinh nghiệm như anh Trọng Hoàng, rồi có những cầu thủ trung tuổi như Hải, và có những cầu thủ trẻ tuổi nhưng mà thực sự thì Hải rất tự hào về những đồng đội của mình. Dù là trận đấu với đầu tiên với Iraq khi đó thì thời điểm đó là 6 giải AFF Cup, thì lúc đó thì đội tuyển trước có nhiều quá trình chuẩn bị về thể lực đã bước vào giải đấu đó thôi, nhưng mà trận đấu đầu tiên với Iraq thì thực sự là một màn trình diễn quá tuyệt vời. Dù là huấn luyện trưởng đã dự đoán là việc mà chúng em chưa đủ thể lực để bước vào trận đấu đó, trước đó huấn luyện cũng đã dự đoán rồi, nhưng mà bằng cái tinh thần đầy của đội tuyển thì mọi người đã thi đấu rất là tuyệt vời trận đấu đó. Và tiếp theo là trận đấu với Iran, một đối thủ mà chắc là tất cả mọi người đều hiểu là họ vừa thi đấu với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha World Cup, thì chúng em cũng đã thi đấu tốt, có một vài cơ hội đối mặt với thủ môn thôi. Nhưng mà trận đấu chắc là em nhớ nhất là có lẽ là trận đấu trận chốc đám thì cũng rất là cảm xúc, nhưng mà trận đấu em nhớ nhất là trận đấu với Nhật Bản. Những cái cầu thủ mà mình vừa được xem trên TV
chưa bao giờ được gặp họ cả, và họ vừa thi đấu World Cup, còn những cầu thủ thi đấu ngoài đấy. Mà khi vượt qua trận đấu thì tất nhiên chúng em hiểu là cái khó khăn là chắc chắn đấy. Nhưng mà lúc bước vào sân, lúc vào sân thi đấu thì thực sự em là hậu vệ, em là đội trưởng, em đứng ở dưới thì em thực sự là cảm những đồng đội của mình quá tuyệt vời, bởi vì họ thi đấu không một chút sợ hãi nào, và họ thi đấu ngang ngửa, họ có thể giảm tấn công, giảm pressing, giảm thi đấu một cách sòng phẳng của đội tuyển Nhật Bản. Đó là cái giải đấu mà em nghĩ là để lại cho mình nhiều kỷ niệm. Có điều gì Hải cảm thấy luyến tiếc không trong năm vừa qua, và đặc biệt là trong có thể là trong áo câu lạc bộ nữa? Trong năm vừa qua thì luyến tiếc thì cũng có một vài điều, đặc biệt là lúc mà mình câu lạc bộ thì cái giai đoạn đầu của V-League thì lúc thi đấu cho Viettel thì mình cũng chưa làm được. Thời điểm đó thì cùng đến mình cũng mới chuyển ra câu lạc bộ mới, cũng cần có thời gian hòa nhập, nhưng mà thực sự thì qua đó thì mình cũng may mắn hiểu được một điều là khi là mình khó khăn thì những đồng đội mới và những người huấn luyện viên lãnh đạo đó chịu với mình như nào, thì họ dành cho Hải những lời động viên quan tâm. Thì Hải thấy là qua thời điểm đầu mùa giải đó thì Hải được tập luyện, được thi đấu với họ thì Hải cảm thấy được rất là nhiều. Còn đội tuyển thì thực sự tiếc, thì cũng tiếc nhất, điều tiếc nhất thì chắc trong hai trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup thì mình chưa giành được chiến thắng ở trong một trong hai trận đấu, đó là điều Hải rất là tiếc. Nhưng mà sau hai trận đấu đấy thì Hải có nhận xét gì về chất lượng của cầu thủ Thái Lan cũng như là trình độ của họ, và đặc biệt là huấn luyện viên Akira Nishino? Hải nghĩ thì đội trưởng đội nãy thì mình thi đấu cho đội tuyển cùng từ năm 2014 thì đến nay là được 5 năm, hơn 5 năm rồi. Thì Hải nghĩ là Hải đánh giá thì gặp Thái Lan nhiều, thì Hải cũng đánh giá là thực sự về chuyên môn hay là về cái tinh thần này. Thì Hải nghĩ là về kỹ thuật mọi thứ thì cầu thủ Việt Nam không khác so với Thái Lan, bởi vì hai nền bóng đá đều sở hữu rất là nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, chuyên môn tốt. Nhưng mà Hải nghĩ là cái mà mình theo Hải để của họ, theo Hải thì chắc là thời điểm trước đấy mình có vẻ lúc gặp họ thì mình quá háo hức và quá nôn nóng. Hải nghĩ là như vậy, bởi vì mình cũng là người đã như thế. Thì trong khoảng 2 năm trở lại đấy thì thực sự cái là điều mà họ được vác mang đến nhất, đầu tiên là cái tinh thần dân tộc, niềm tự hào dân tộc trong tất cả cầu thủ, thứ hai là đoàn kết, thứ ba là sự tự tin, đặc biệt nhất là cái sự tự tin. Hải thấy là trong cái thời điểm mà đội tuyển thi đấu AFF Cup, mà trong cái thời điểm mà mình vào bán kết rồi, vào chung kết rồi, nhưng mà Hải thấy cảm giác là toàn đội, tất nhiên không phải là không xuống trở lại, không hào hức, nhưng mà kiểu cái cảm giác đón dân rất là bình thản, cái niềm tin, cái sự chiến thắng đó thì không giống như những lần trước. Thì tất cả mọi cầu thủ đội đều gọi là đón nhận một cái đó để mà bất ngờ lắm, thì nói thật là cũng không bất ngờ, bởi vì là mọi người rất tin tưởng vào đồng đội, rất tin tưởng vào tập thể, và quan trọng nhất là huấn luyện viên Park là một người mà làm tâm lý cực giỏi và truyền cho sự tự tin cho cả cầu thủ rất là tuyệt vời. Trước đây ấy, thì các huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam thì đều biết đến trình độ của Hải, nhưng dường như là dưới thời huấn luyện viên Park thì Hải đã gần như là trưởng thành hơn và thể hiện được đúng những cái gì mà mình đang có. Thực sự thì về thầy Park thì nói chung là Hải có rất nhiều kỷ niệm. Đầu tiên là từ cái việc mà lần triệu tập đầu tiên là không có mình, thời điểm này Hải rất là nhiều, bởi vì là sau đó thì cùng nghe
câu chuyện là bởi vì mình phản ứng hay là mình quá nhiều việc ngoài ở trong trận đấu. Thì sau đó thì khi tập trung thì thầy cũng nói chuyện nhiều, thầy cũng nói chuyện riêng về Hải nhiều lắm. Nói chuyện riêng về vấn đề thái độ thi đấu trên sân, rồi vấn đề thi đấu cần phải tập trung vào trận đấu hơn. Chúng là những cái thầy nói thì mình thấy là mình cũng suy nghĩ và mình hiểu là mình cần phải thay đổi, bởi vì là mình đã trải qua rất nhiều cái mà sóng gió trong trong cái cuộc đời sự nghiệp cầu thủ của mình. Dù là mình mới có 27 tuổi nhưng mà đó cũng là những cái lời thầy khuyến thì mình nghĩ là mình muốn phải ghi nhận và phải sửa đổi. Thầy Park và thầy Lý đều nói chuyện riêng rất là nhiều, chỉ dạy cho mình nhiều và sau đó là mang đến cho mình niềm tin và sự tin tưởng. Ở đội tuyển quốc gia ấy thì huấn luyện viên Park có phải là một người nóng tính không? Bởi vì trên sân ông ấy luôn phản ứng với trọng tài, còn trong đội tuyển ông ấy là một người như thế nào? Thực sự thì điều này thì Hải cũng phải nói thật là với người ngoài, với những người mà không ở trong đội á, thì có những thời điểm mà nếu mà không vừa ý thầy á thì thầy rất là nóng tính, nhưng mà hầu hết là thầy đều hòa đồng thôi, đều vui vẻ hòa đồng thôi, nhưng mà nghĩa là kiểu như là ái và trái tình thì là thầy rất là dễ nổi nóng. Nhưng mà đó là với những người không phải ở trong đội, còn những người trong đội thì thực sự thì thầy rất là một người rất là ân cần, quan tâm đến tất cả mọi người, từ ban huấn luyện, từ đội ngũ y tế, từ cầu thủ, tất cả mọi người trong đội thì thầy quan tâm những cái điều nhỏ nhặt nhất, quan tâm đến cả gia đình của cầu thủ, bố mẹ, rồi lâu lâu thì cũng có gửi qua cho bố mẹ của cả cầu thủ, rồi khuyên cả cầu thủ là phải bố mẹ là nuôi mình lớn thì khuyên cả cầu thủ là phải đền đáp công ơn của bố mẹ, rồi lo chăm lo cho bố mẹ. Đó là những điều mà Hải nghĩ là một người đi trước và một người đã trải qua rất là nhiều cái trong cuộc đời rồi, đã chỉ dạy cho mình, chỉ dạy cho tất cả các cầu thủ trẻ. Đó là điều rất đáng quý. Có một cái này mà tôi rất là muốn hỏi Quế Ngọc Hải. Ở trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại World Cup, Hải có ghi một bàn. Thì cái lúc mà ra ăn mừng ấy thì Hải nghĩ đến điều gì? Bởi vì trước đó chúng ta, mỗi lần chúng ta gặp Indonesia, chúng ta đều đón nhận những kết quả rất là gọi là khó chấp nhận, và đặc biệt là thất bại trước Indonesia tại bán kết của AFF Cup 2016. Với Indonesia thì cũng là mang đến cho mình nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức, vui có, buồn có, nhưng mà hầu như là niềm vui thì ở cấp độ đội tuyển trẻ thôi, còn ở đội tuyển quốc gia thì lại mang đến cho mình nhiều nỗi buồn. Nỗi buồn nhất chắc là nỗi buồn thua trận AFF 2016. Thời điểm đó thì phải cũng là người mắc lỗi ở lượt đi trên sân Indonesia, thì cái bàn thắng gần đây nhất ở vòng loại World Cup thì mang đến cho mình nhiều cảm xúc, nó giúp mình nhẹ lòng hơn nữa ở cái trận thua ở năm 2016, và giúp cho đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm ở chiến dịch vòng loại World Cup. Thì nói chung là khi ghi bàn thì mang đến cho mình nhiều cảm xúc, đặc biệt là rất là hạnh phúc. Tất nhiên thì cơ hội thì vẫn là rõ ràng ở đó rồi, bởi vì là mình đang được đâu bạn. Nhưng mà thực ra thì 3 trận đấu tới, đặc biệt là 2 trận đấu với Malaysia và UAE đến sân khách, sẽ là 2 trận đấu chắc chắn sẽ rất khó khăn, bởi vì là những đội bóng đó đều gần như là xếp sau mình, nhưng mà gần như là sát điểm mình, nên là phải nghĩ là nếu mà mình có thể giải quyết được 2 trận đấu đầu tiên với Malaysia trên sân khách và Indonesia trên nhà thì gần như mình sẽ có vào vòng sơ loại thứ 3.
Hải nghĩ rằng đội nào có khả năng cao nhất để có thể cạnh tranh được chúng ta đối với trong cái hành trình mà bảo vệ chức vô địch hay không? Thực sự thì ở Đông Nam Á thì hiện tại bây giờ thì có rất nhiều đội tuyển đang phát triển, đang lớn mạnh, nhưng mà Hải nghĩ là hai đội chính của đội tuyển Việt Nam ở AFF 2020 thì chắc là Malaysia và Thái Lan. Nhưng mà Hải đối với cá nhân Hải thì ở trong khu vực Đông Nam Á hiện tại thì Hải tự tin ở đội tuyển Việt Nam là đội tuyển không ngại bất cứ đối thủ nào ở Đông Nam Á. Nhớ ở cái thời điểm mà 2014 ấy, thì anh Hải là cũng là đội trưởng của đội tuyển thì lúc đấy là tham dự SEA Games U23. Đại khái là thời gian đấy là rất nhiều là người biết đến anh Hải, nhưng mà thời điểm đấy thì thực ra là em cũng không phải là mê đá bóng, nên là cũng với là kiểu tính cách của mình thì ngày xưa là mình cũng kiểu có một cái duyên gì đấy thôi, cũng nhắn tin anh Hải và em cũng có nói chuyện qua rất là nhiều lần, nhưng mà kiểu ái ngại một cái gì đấy, kiểu thực ra là ngày xưa của Hải cũng công việc là đá bóng chính ở Sông Lam, nhưng mà cũng đi rất nhiều, và sau những lần nói chuyện thì mình với Hải rất cũng thích nhau từ thời điểm đấy rồi, nhưng mà cũng không dám nhận lời. Và đến tận hơn 2 năm thì sau bao nhiêu lần lỡ hẹn thì em với Hải cũng đã đồng ý là yêu nhau. Thì là anh Hải cũng khá là theo đuổi khá là bền bỉ cái thời điểm đấy. Anh Hải cũng nhắn tin với em mỗi ngày, cũng kiểu quan tâm, mỗi lần về thì cũng kiểu hẹn hò, kiểu hẹn, nhưng mà mình thời điểm đấy cũng ngại ngùng, kiểu cũng hơi ái ngại cái chuyện tình yêu ấy, thành ra là cũng bền bỉ cũng 2 năm đấy. Em nhớ là có một lần em chỉ nghe qua bạn em kể thôi, bạn em có gửi cho em một cái bức hình là Hải đi Hội An sau rồi là đưa một bức hình của em nhờ người ta vẽ, thì thời điểm đấy là về treo nhưng mà không dám gửi cho em đâu. Với là có mấy lần bạn em cũng bảo là Hải nó vào trong Hà Tĩnh, nhưng mà vào rồi nhưng mà không dám gọi em ra để gặp ấy. Thế là lại quay về. Thì cũng bền bỉ khá lâu lắm. Cũng hai người cũng nói chuyện kiểu tâm sự qua thời gian cũng lâu. Sau đấy rồi thì thực ra là hai người cũng có tình cảm rồi, nhưng mà không ai dám đến với ai ấy. Hải thì từ công việc của Hải thì thường xuyên là thi đấu xa nhà, thì em thì cũng ở nhà. Ngày trước thì em mới sinh em bé thì ở nhà, thực ra là cũng may mắn là Hải ra nhà, nhưng mà ở nhà em có hai ông bà nội và ngoại chăm cháu và phụ giúp, thành ra là thời gian đầu cũng khá là buồn và trống trải. Thì phụ nữ mà chồng đi khỏi một mình chăm con thì không tránh những cô đơn hoặc là những khó khăn vấn đề gì đấy, nhưng mà cũng may mắn là có ông bà, thành ra là mình cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng và dần dần cũng quen, bởi vì là mình cũng thông cảm và cho chồng là công việc của chồng là đi xa như thế, và cũng muốn cho Hải yên tâm công tác thi đấu ấy, thì em cũng ở nhà cũng có thể một mình là chăm sóc Sunny và lo toan một việc. Thật ra thì cũng Hải thay đổi nhiều chứ. Hai năm làm chồng và làm bố thì Hải thay đổi khá là nhiều từ mọi vấn đề. Kể cả anh có thể theo dõi thì trên Xuân Hải cũng là một người trưởng thành hơn. Thì cách ăn nói hay là cư xử hay mọi thứ thì mình cũng chững chạc hơn rất là nhiều. Bởi vì bây giờ là ngoài làm chồng, làm cha thì ngoài là cái đấy còn gắn liền với là cả trách nhiệm nữa. Thì bắt buộc hoặc là mỗi con người cũng đều phải trưởng thành hơn. Và may mắn là Hải đang đi theo chiều hướng tích cực nên em cũng vui lòng. Là bây giờ thì Hải đang thi đấu cho Viettel thì em vẫn cảm thấy may mắn là ở ngoài kia thì là các ban lãnh đạo cũng như là câu lạc bộ có vẫn để cho cầu thủ có một thời gian thoải mái với gia đình ấy. Thì là thời gian đấy thì vợ chồng cũng cảm thấy là yên tâm hơn. Nhưng mà đến một thời điểm nào đấy thì dĩ nhiên là em vẫn mong muốn là Hải trở về với quê hương để gắn kết với quê hương và cống hiến cho quê hương hơn nữa. Nhân dịp năm mới 2020 thì Hải xin gửi lời chúc đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chúc mọi người và gia đình có một năm mới thật nhiều sức khỏe,
thật nhiều niềm vui hạnh phúc và thật nhiều thành công trong năm mới 2020. Và hãy luôn đồng hành và cổ vũ và dành tình yêu cho đội tuyển Việt Nam.